Hello, mình xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình làm bánh chuối hấp bằng bột năng nha các bạn. Rồi mình cũng đã chuẩn bị nguyên liệu hết rồi, gồm có 1 kg chuối, 220 g bột năng, 30 g bột gạo, mè, rồi này là muối để mình ngâm chuối các bạn, đậu phộng, đường, 100 g đường thôi các bạn. Mình thích ăn ngọt thì mình cho thêm, còn không thích thì mình cho từ 100 đến 150 thôi. Và nước. Nước là 230 ml. Rồi bây giờ mình chuẩn bị mình đi gọt cái phần chuối. Mình chuẩn bị mình cho một cái muối vô cái tô nước, cho quậy cho nó tan ra, đặng một lát mình ngâm chuối nữa các bạn, cho nó bớt chát. Rồi bây giờ mình đi pha cái phần bột trước nha bạn. Pha cái phần bột trước rồi mình để đó cho khoảng 5-10 phút vậy đó, cho bột nó nở ra rồi mình mới cho chuối vào. Rồi bây giờ mình cho cái phần đường vô cái thau, mình cho nước vô, nước ấm nha các bạn. Nước này mình sử dụng nước ấm ấm là mình khuấy tan cái phần đường nè các bạn. Rồi thì cho cái phần bột gạo vô luôn. Rồi mình thấy cái phần bột gạo, bột năng với đường, bột gạo với đường tan rồi, bây giờ mình cho cái phần bột năng vô mình khuấy lên nha các bạn. Rồi cái phần bột của mình là khuấy đều lên như vậy được các bạn, mình để qua một bên cho nó nghỉ chút. Bây giờ mình đi làm cái phần chuối các bạn. Chuối mình lọt vỏ ra, mình cho vào cái thau nước muối mình ngâm. Ngâm rồi một lát mình sắc ra, sắc khoanh mấy lát mỏng mỏng nha các bạn. Rồi mình chừa ba trái lại, mình cho vào cái cối á, mình xay cho nó nhuyễn. Mình cho vô cái phần bột với bột năng nó hay lóng chung với cái đáy khuôn đó các bạn, nên mình cho vào chuối vào cho nó hòa quyện với nhau, nên nó không có ấy. Mình lột sạch cái gân này luôn rồi mình cho vào cái thau nước nha các bạn. Chuối này giờ chuối xìm trắng các bạn ơi. Rồi cái phần chuối mình đã lột xong rồi các bạn, mình cho vào cái tô nước muối mình ngâm cho ra bớt cái chất chát nữa các bạn, ngâm khoảng 10 phút là được á. Rồi bây giờ mình cũng lấy ba trái ra mình đi xay, mình còn nãy còn nước nữa các bạn, mình pha bột còn nước mình cho vào cái cối mình xay nha các bạn. Rồi nè các bạn, cái này là cái phần chuối mình đã xay ra nè các bạn, mình lấy ba trái rồi mình cho miếng nước vô mình xay ra, bây giờ mình cho vô đây luôn nè các bạn. Mình cho vô mình quậy đều lên rồi một lát mình sắc chuối, sắc khoanh, sắc lát đó, nó cũng còn sót miếng nè các bạn. Đó, mình thấy tan đều lên rồi, lát mình sắc khoanh chuối kia mình cho vô luôn. Rồi cái mình bắt đầu mình cho vào sủng mình hấp. Rồi nè các bạn, cái phần chuối mình đã vớt ra rồi, mình đã sắc miếng ra vậy rồi nè các bạn. Bây giờ mình cho vô cái thau mình khuấy lên luôn nha các bạn. Mình trộn đều lên. Rồi cái mình cho vào sủng mình hấp. Rất là lẹ luôn các bạn ơi, đơn giản dễ làm luôn các bạn. Cái này là bánh chuối hấp bột năng nha bạn, bột năng nó trong. Còn hôm trước mình chia sẻ là bánh chuối hấp bột gạo các bạn. Rồi mình cũng đã chuẩn bị cái khuôn luôn. Bây giờ mình quét bơ vô nha các bạn. Mình có dầu thì quét dầu, con này bơ, mình bơ bơ lạc nè các bạn. Mình quét bơ vô. Rồi một lát dễ lấy bánh nha các bạn, nó không có dính cái khuôn. Mình quét lên cái thành khuôn luôn các bạn. Rồi như vậy là mình cho bột vào là mình có thể đem hấp được rồi. Trước khi mình hấp thì mình bắt chuẩn bị sẵn cái nồi nước cho nó sôi lên nha các bạn. Cho nó sôi lên trước rồi mình cho bánh vào mình hấp. Mình hầm bánh, hấp bánh này trong vòng từ 20 tới 25 phút là nó chín rồi các bạn. Nó cũng rất là lẹ luôn đó các bạn. Các bạn nè, các bạn dài vàng vàng nó ra cho nó đều nha các bạn, đều chuối. Rồi như vậy là xong rồi nè các bạn. Rồi bây giờ mình đem vô mình cho cái nồi vào cái nồi hấp thôi. Đó, mình chuẩn bị cái sủng hấp, cái nồi hấp mà sôi nữa các bạn. Giờ mình cho cái sủng chuối vào. Rồi mình đậy nắp lại, mình hấp trong vòng 25 phút nha các bạn. Đó, bánh chuối mình hấp nãy giờ nó đã chín rồi các bạn.
mình hấp màu tự nhiên, mình không có bỏ màu vàng vô. Mình muốn màu đẹp thì mình bỏ màu vàng vô các bạn. Còn này mình để màu tự nhiên của chuối luôn nha bạn. Khói quá nên mình không thấy rõ nha bạn. Rồi bây giờ mình rút tắt bếp là được rồi. Mình để chờ chuối cho bánh nó nguội thật là nguội từ 1 tới 2 tiếng mình mới bánh nó dẻ lại mới ngon nha các bạn. Đó, cái phần chuối mình đã lấy ra rồi các bạn. Các bạn thấy bánh chuối của mình có hấp dẫn không? Rồi bây giờ mình đi thắng cái phần nước cốt nữa các bạn. Mình chuẩn bị cái chén bột trước. Mình cho miếng bột năng. Cho miếng nước vô mình khuấy nha các bạn. Khuấy cho nó tan ra. Cho đường vô. Cho miếng muối. Rồi mình lắp bên này mình cho vô cái phần nước cốt nè, cho cái phần nước cốt nó hơi sánh lại nha các bạn. Rồi bây giờ mình cho cái phần nước cốt vô cái chảo mình thắng. Rồi bây giờ mình cho cái phần nước cốt vô cái chảo luôn. Mình thắng với cái lửa vừa thôi nha các bạn. Cho cái phần nước cốt nó sôi li ti là được rồi. Không có để lâu quá nó không được ngon, nước cốt không ngon nha các bạn. Rồi bây giờ mình cho cái phần đường vô luôn. Đường với bột. Rồi cái phần nước cốt của mình nó như vậy là được rồi các bạn. Nó sôi lên nó chín cái phần nước cốt là được rồi các bạn. Rồi như vậy là mình tắt lửa là được rồi nha các bạn. Rồi nè các bạn, cái phần bánh chuối mình đã để cho nó nguội rồi, mình đã lấy ra rồi nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cái phần bánh chuối ra. Phần bột bánh nè các bạn, rồi dẻo rất là ngon luôn các bạn. Mình làm bằng bột năng các bạn, ít bột gạo. Và nước thỏm là mình chia sẻ là làm bằng bột gạo hoàn toàn nha các bạn. Còn cái này là bột năng. Bột năng nhiều hơn bột gạo. Các bạn nào ít không thích ăn dẻo nhiều quá thì mình cho bột gạo nhiều lên một chút nữa thôi. Rồi bánh chuối mình đã sắt xong rồi, bây giờ mình cho vô cái dĩa nè các bạn. Rồi mình đã sắp vô dĩa rồi, bây giờ mình cho miếng nước cốt lên nè các bạn. Cho nước cốt, rồi mình cho miếng đậu phộng. Và miếng mè rang luôn nha các bạn. Rồi món bánh chuối hấp bột năng của mình đã xong rồi nè các bạn. Mình xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình. Các bạn xem video của mình thấy hay thì bấm like, đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người cùng xem nha các bạn. Mình xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những món ăn kế tiếp. Bye bye.